vệ sinh ra cho tôi coi coi. Coi cức của mấy đứa làm sao. Ý. Ờ. Do dọn dẹp hết luôn hả? Thương quá hả? Đây là nhiệm vụ của bé Mon nhờ mình đó. Cho các bạn coi, nhiệm vụ bé Mon là chuyên dọn vệ sinh cho rái cá. Mình giao cho bé nhiệm vụ bảo vệ rái cá. Rái cá mà ướt là bé lao mình. Ba rái cá mà ỉa là bé ăn cứt. Nhiệm vụ của bé đâu có kêu ăn cứt, đâu kêu bảo vệ mà thành ăn cứt luôn vậy đó. Lỡ ăn cho sạch luôn đi ông ơi. Trời ơi. Thì cứt đang bị như vậy là chứng tỏ là đang bệnh nha mọi người. Không có khỏe đâu, về rừng quốc gia là mấy anh phải tiếp tục cho nó ăn theo công thức của em và cho nó uống thuốc để phân nó tốt hơn. Đấy, tình trạng sức khỏe như thế. Rồi, thôi đi bơi đi. Nghe tới đi bơi sợ xanh mặt luôn rồi.